Xin chào mọi người, hôm nay chúng mình sẽ unbox cái set này là Once in a Blue Moon của Nunavi. Set này vừa mới về đây thôi và mình lần này mình order ở Is He and Link kia. Đấy là shop của cái chị kia ở trên group mình cũng hay mua hàng. Và chị ấy thì mình cũng khá là tin tưởng, mình order Love Is Always There ở đó một lần rồi. Và lần này thì mình tiếp tục order cái này. Tại vì thường là mình kẹt tiền ấy thì bên này chị để giá là giá gốc chứ chưa bao gồm phí vận chuyển, nên là mình cứ chuyển giá gốc thôi. Rồi còn phí vận chuyển thì chị cân rồi COD về sau ấy, nên là nó cũng dễ thở hơn. Đấy là do, chẳng qua là do ngay cái tại thời điểm đấy mình không có tiền thôi. Chứ còn nếu như mà nhiều bạn mà sợ là cái phí vận chuyển về cao ấy, thì mình nghĩ là nên order ở những shop mà có tính phí vận chuyển trước luôn, như B chẳng hạn, cho nó đỡ. Đây là set này. Thì hôm trước có bạn inbox hỏi mình là thế mỗi cuối tháng là chị lại đăng video nhượng hàng à? Có cái của VR. Sorry, của VR. Nhầm, xin lỗi. Set này mình mới về hôm qua mà hôm nay mình đã unbox rồi, thiệt là kỷ lục luôn. Lần đầu tiên mình toàn ngâm hàng thôi. Hôm trước các bạn inbox hỏi mình là có phải mỗi cuối tháng chị sẽ đăng video nhượng hàng không? Thì mình trả lời là không. Cái này cũng siêu lạnh. Oh my gosh, this is lit. Thật không? Từ. Không thì mình bảo là không. Chẳng qua là do mình sắp chuyển đi rồi, mình như mình nói đấy, mình sắp chuyển đi rồi. Hàng mình không thể mang theo hết đống hàng mà mình mua từ trước đến giờ đi được. Mình chưa biết là đâu nhưng mà sẽ đi. Nên là mình quyết định là sẽ lâu lâu sẽ soạn lại và những cái gì cần thì mình mang theo. Còn những cái cần nhượng thì mình sẽ nhượng lại. Và mình sẽ mình biết là dạo này YouTube nó có cái vô ấy, đúng không? Cái poll, cái lập theo khảo sát ý kiến ấy, thì mình đợt tới vào tháng 5, đầu tháng 5 hoặc là giữa tháng 5 gì đấy, mình sẽ post cái poll đấy để mọi người vote là giờ nào mọi có thể on được để mình post video unbox video nhượng hàng lên. Tại vì thường thì mình sẽ nhượng và vì mình sẽ quay video lúc nào xong thì mình sẽ post luôn lên giờ đấy, nên là có nhiều khi nó không thuận tiện mọi người. Đây chỉ là một cái description, chỉ chắc là cảm ơn hay gì đấy mà nó viết hoàn toàn bằng tiếng Hàn. Thế thì mình không đọc được. Xin lỗi nhé vì nhầm master. Trở lại, đây là bìa cứng. Mọi người nghe tiếng gõ không? Bìa cứng được seal lại. Photobook của băng tang master làm ngày càng hiện luôn. Bìa cứng như kiểu như cuốn album luôn ấy. Nó làm mình nhớ đến Young Forever quá. Cái này là... Ôi giời, cái này không được bóc ra luôn hả? Đây, bóc đường này nhờ. Cái giấy gói cũng rất là đặc biệt, vì bình thường Max chỉ làm túi kit thôi. Cái này là kiểu chống mấy người group manager ấy, mấy người order hàng nhiều về xong inbox rồi lại đi bán lại cho khách ấy. Ui chào. Rồi xong. Đợt này mình cố quay inbox cho xong. Còn mỗi set Helios nữa là xong. Thì chắc là sẽ xong sớm thôi, tại vì đợt tới mình khá là bận bịu với nhiều chuyện. Ôi nhiều món quá. Hết rồi nhờ. Nhiều thế mình không ngờ luôn. Set này mình mua nhiều thế à? Set này. Đợt ấy mà bạn nào cứ inbox rồi hỏi thì mình cứ nhắm VR thôi. Có cái breathtaking mới là của Nunavi đúng không? Nhầm chích được. Rồi nhiều quá, nhìn xem một lượt nhớ. Ui chưa gì mà đã thấy quá trời món rồi. Thế thì bọn mình sẽ inbox theo thứ tự. Đây là một cái sticker tròn có chữ VR. Đây là sticker này. Cái sticker này nó không có như mọi hôm mọi người ạ, nó bấm lại như thế này. Và phải gỡ cái ghim này ra thì mới bóc cái sticker ra được. Ui. Đây. Đây là cái bọc sticker, đây là sticker. Wow. Ủa nói như thế này thôi, mình tưởng cái gì. Sticker tròn xinh thế.
đây là sticker từ Peekaboo. Peekaboo nghĩa là trốn tìm ý, xong rồi sửa lại vi thì là sửa lại pu là thành vu. Đây là sticker cỡ bự, hình trái tim thôi. La Pula này thì nó là bình thường này, nó mở được. Đây là Pula. Ui, đáng yêu chưa. Via thì là một người chụp rất là xinh. Mask này mới mở sau đây thôi chứ không phải đi theo từ mấy ngày đầu, mà chụp rất là xinh, ảnh cực đỉnh, toàn mấy tấm kiểu thần thánh không ấy. Toàn mấy tấm toàn thần thánh thôi. Cái thần rất hay mà màu ảnh cũng tuyệt vời. Nói chung là từ fan cam đến ảnh thì mình thấy VA là chuẩn. Cái này là cái gì nhỉ? À, cũng note. Cái giấy ghi chú ấy. Đây. Cái này mình cũng có một cái của Nam Jun. Ồ, set này nhiều món được phết. Mình chọn cũng đúng ghê. Tại đợt đấy nhiều mask của Vi ra gốc lắm, mà không biết mua của người nào. Mình chỉ mua nhiều của Trung Quốc và Jimin thôi. Còn các member còn lại thì mỗi năm mình chỉ mua 1 đến 2 set mỗi người. Nên là đợt ấy mình không thể hốt hết tất cả các master của Vi được. Thế mình phải chọn một người. Đây là cái quạt. Quạt này thì là không cán. Thường thì mask sẽ ship hoặc không cán. Mình ít thấy có mask nào ship hoặc có cán lắm. V này. Misty Dawn of Winter. The moon shining in misty dawn of winter. Mặt trăng chiếu sáng vào hoàng hôn của mùa đông. Xinh thế. Cũng y như vậy luôn, photo card. Và nó là một cái set phải nạy dim ra thì mới xem được. Ồ, nó tự bung ra luôn. Tất cả này thì cái màu của set này là màu hồng xanh ấy. Mình thấy nó giống cái màu của fandom nào mình quên mất. Đây, shining forever, mãi mãi tỏa sáng. Cái dạo này Master hay làm cái chất card này nhở. Set hôm trước của Jimin cũng in cái kỹ card này đấy. Nó cứ mỏng mỏng và bóng bóng ấy. Lại con quạt có cán nữa này. Để mình mở ra xem. Phía sau này là không phải V mà là Taehyung. Cũng là cái câu đấy. The moon shining in at misty dawn of winter. Oh, quạt này là quạt 3D. My gosh. Quạt này là quạt 3D, mọi người thấy được không nhỉ? Đấy, nó thay đổi này. Quạt 3D. Lần đầu tiên mình có một cái quạt 3D. Mọi người nhìn cái quạt mà mọi người sẽ thấy đấy. Nó có mấy cái hàng như thế này. Nó là quạt 3D mọi người ạ. Đấy. Xin phép được. Set này thích quá. Mình unbox set này rất là sớm, nên mình nghĩ là nó sẽ có một đợt restock sớm thôi. Chắc là sẽ có đấy. Nên là bạn nào mà xem unbox xong mà muốn mua thì có thể mua nhá. Có thể canh trên bay hoặc là hỏi bay chị ơi, Master có restock set này hay là không. Đây là brusher. Đấy. Đấy đúng rồi, đợt này VR chụp siêu xinh luôn. Đây đây đây, cái tấm mà thở ra khói này. Cái hôm này là cái hôm năm mới đây đúng không? Sure luôn, diễn ngoài trời. Hôm nay trời kiểu siêu lạnh xong rồi thở ra khói. Oh my gosh. Mình chấm VR lắm luôn. Kiểu được ấy, outfit cũng xinh mà thần thái xinh mà thời tiết thì kiểu. Đấy, cái tấm này là cái tấm thần thoại của VR này. Xinh thế không biết. Kiểu ma mị. Ow. Cười hình chữ nhật. À, đây là poster. Mọi người cũng biết về cái tên gọi của set này mà đúng không? Once in a blue moon. Mình có nhớ là mình giải thích ở set nào đấy rồi. Nó là một lần hiếm hoi trong trăng xanh ấy. Ý là như trăng xanh.
kiểu trăng xanh thì nó hiếm, nên là once in a blue moon thì là rất hiếm. Ow! Poster A1 nữa này. Giờ dạo này tôi có số hưởng thế. Ôi tấm này xinh. Tấm này siêu xinh. Cái mắt mà bị nhăn. Trời ơi, tự dưng băng nãy có người gọi đến xong cái đoạn video mình quay sau không có lưu lại được. Mình đã quay đến việc unbox rồi, mở ra xem photo luôn rồi cơ. Phải quay lại từ đầu. Đây thì cái này có cái tấm này chụp cả được cái nốt ruồi nên cái lỗ mũi, và nhìn người phía sau thì không giống người ở hàng, chắc là chụp ở đợt LA. Và cái này là outfit trên sân khấu mà lại có cầm điện thoại thì cái vibe nó rất khác. Ôi tay to chưa này, to bằng tay thật của mình luôn. Chụp lại cầm điện thoại cái vibe rất là khác. Tấm này cực xinh. Trời ơi, tôi lại phải quay lại từ đầu. Cái này thì mình nó ở trong bọc nhưng mà mình đã bóc ra rồi vì mình đã quay rồi mà không lưu lại được. Thì cái này là cái bì đựng hồ sơ và kẹp tài liệu ấy. Và trong này là hai cái tấm poster A3. Tấm này thì nó hơi bị mờ một xíu, nó không được rõ nét lắm. Và tấm này thì mình rất là thích cái áo này. Nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà rất là sang. Mặc cuối cùng jean nữa. Đây là cái bì tài liệu nhá. Ở ngoài này thì nó có in chữ là Violet in a Blue, là cái địa chỉ email của chị ý. Once in a blue moon, then for the book shine forever, là cái slogan. Rồi cái này cũng the moon shining in misty dawn of winter, cũng là slogan luôn. Sau này cũng là cái câu y như thế. Mình rất là bực bội tại vì ôi trời ơi, cũng photo book mà mình đã bóc siêu ra rồi. Thật là điên tiếc cái không bóc siêu. Mình còn cho mọi người, mình còn ở cái video không lưu lại được, mình còn cho mọi người xem cái cảnh bóc cái cận cảnh cái siêu này trước khi bóc nữa cơ. Ôi giời. Thì đây là cái photo sau khi bóc siêu xong. Sau này thì là unauthorized copying or distribution is strictly prohibited. Nghĩa là cái nào mà copy lại, sao chép không có bản quyền hoặc là ăn cắp thì sẽ bị cấm nghiêm khắc. Đây, mở ra. Ban nãy khi mà mình mở ra thì mình đã hét lên thật sự luôn, tại vì nó có cái DVD ở trong cái photobook như thế này, nhìn rất là đỉnh. Đây là cái DVD, cái màu thì là cũng là cái màu chủ đạo như hồi nãy đến giờ, in slogan, tên fan style và tên photobook, nhìn như album ảnh cưới vậy. Thắc mắc tại sao cái photobook này chị không làm cái màu như này luôn. Chắc là không in, không ấy. Đây, cái này thì là bìa là in bìa láng, bìa mịn. Và cái photobook này nó dính luôn vào cái cover này, cái cover cứng này. Rất là cứng, rất là chắc chắn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bên trong. Ban nãy mình đã lật được đến nửa cuốn photobook rồi, mình mới phát hiện là nó không lưu được. Mở ra bên trong này là có lịch trình. Thì suốt, đây là part 1, when year of you, một năm của Vi, when and where, tức là thời gian và địa điểm. Chụp thì là mỗi hai trang sẽ là một địa điểm. Trong suốt một năm rất là bận rộn, drama hoa rang, viewing event, SBS, KBS, MBC, Golden Disc, Seoul Music Award. Nói chung là tất cả các lịch trình đều được lưu ở trong này, bao gồm từ đi fans high cho đến là giữ các lễ trao giải. Đây, bây giờ chúng mình sẽ xem nhé. Hy vọng là nó không bị chập mặt lần nữa. Đây, hoa rang, nhớ mãi. Đáng yêu chưa? Mình thích Vi mang đôi này cực. Mà cái bộ này nhìn cũng ra khí chất hoàng tộc kinh khủng. Cái sân khấu này cũng rất là ngầu, thích lắm, thích cái này nữa. Cái này homie Vi Trung Quốc với lại Hoa Sóc, siêu ngầu. Cái toàn mấy cái moment đỉnh. Có cái hôm ở rehearsal này thì Vi cũng có mấy tấm kiểu siêu thần thái, vì hôm ấy để mặt mộc mà kiểu visual đỉnh cao. Visual ấy thì có nghĩa là vẽ bề ngoài thôi, còn khi nói đến chức năng visual ở trong một nhóm K-pop ấy thì nó là một chuyện rất là khác.
thế thì không phải là cứ xa, cứ ai mà khen visual của Vi đỉnh có nghĩa là người ấy đang nhầm lẫn vị trí visual của Jin và Vi đâu. Là mình thấy nhiều bạn rất là buồn cười, cứ thấy ai khen là visual của Vi đỉnh thì lại và bảo là không, visual của BTS là Jin cơ. Mình không, visual nghĩa là vẻ bề ngoài thôi, còn khi nào nhắc đến cái chức năng visual nó là hiểu theo nghĩa khác rồi. Outfit Cody có tâm vãi. Ảnh của Vi thì toàn ảnh cận cảnh. Mới vừa nói xong quốc cho một con ảnh cận cảnh. Đây, lông mi, lông mày, mũi, môi, miệng, tai. Ôi dồi, dải tai của Vi rất là to. Ban nãy mình quay tới đây thì là phát hiện ra đây. Kiểu kinh khủng. Hôm nay ở Billboard đúng không nhỉ? À đúng rồi đấy, Billboard nhận giải. Dải tai của Vi rất là to, đeo bông trông rất là xinh. Để xem thử dùng chui gì. Chui tròn, dùng chui hạt tròn, nhìn xinh thuyết nhỉ. Mình hiện tại có 6 cái lỗ tai và mình rất là đau đầu mỗi khi phải phối đồ. Xinh chưa, mấy tấm này mới là giá trị này, trời ơi. Ôi, xa thế mà vẫn chụp được rõ thế, đúng là VR ngầu vãi. Ngầu hết biết. Trời ơi, VR chụp ảnh cứ bị nghệ thuật bị ảnh như họ báo luôn. Ảnh cứ rõ như là kiểu nhà đài hay là báo chí tung ra ấy, chứ không phải là master chụp. Trời, nhìn như anime. Thở dài đi mọi người. Thích thế không biết. Rồi. Mình nghĩ là nếu bạn nào mà BSV thì nên mua cuốn này, tại nó có rõ lịch trình ngày tháng, theo dõi rất là dễ. Hôm ấy đi dự cái lễ hội gì, áo gì, sau này tìm lại cực kỳ dễ. Úi dồi ôi, rõ đến cái nút ruồi luôn cơ. Đúng không? Đúng nút ruồi đấy. Tay bẩn cũng thấy rõ luôn. Tay dính mực ý. Úi dồi ôi. Đây, thấy rõ luôn, tay dính mực. Không có gì mà lọt khỏi mắt các chị được. Đáng yêu quá thể. Trời, giấy thì nó cũng dày nhá, chứ không phải là làm cái vẻ ngoài như thế rồi in giấy kém chất lượng bên trong ăn gian đâu. Giấy nó cũng rất là dày, rất là ổn. Mình lật, mọi người nghe tiếng soạt soạt mà đúng không? Bậy bậy. Mà mọi người nghe tiếng xoàng xoạc mà đúng không? Vi cúc nè. Ôi giời. Đây, đường tam giác, ba điểm vàng gì đấy. Video mấy cái bông tai dài hợp kinh khủng. Tự dưng nãy giờ cứ gọi là Vi, tại vì mở photobook của Vi nên cứ gọi là Vi, bình thường mình gọi là Tế hơn cơ. Khổ thế không biết. Mang áo cổ trụ cũng xinh lắm. Mình hay mang áo cổ trụ xinh nhiều, xinh hơn nhiều là mấy cái áo cổ bẻ, cổ lọc như thế này. Mọi người để ý mà xem, tại vì cái khí chất của Vi nó rất là, nhìn nó rất là thần tiên, nó rất là bay bổng, nên mà khi mặc những cái đồ mà nó đứng đắn, ví dụ như suit, ví dụ như là áo cổ trụ ấy, thì nhìn nó sẽ đối lập với cái visual đấy và nó tạo ra một sự tương phản, nhìn nó thích mắt hơn rất là nhiều. Đấy, kiểu như là áo mà nó nghiêm túc như thế này, bao giờ nó cũng đẹp hơn là áo cổ bẻ ấy mọi người ạ. Ồ, cái này đi đâu mà xinh thế. Nhìn cứ như cosplay Conan ấy. Đấy. Mới vừa nhắc. Bây giờ nó cũng xinh hơn là mặc áo cổ bẻ rất là nhiều. Mình thấy thế, cá nhân mình thì thấy thế, mình không biết mọi người sao. Hoặc là để tóc như thế này xong rồi mặc hoodie. Không, nhưng mà cái áo này là đặc biệt mọi người ạ. Cái áo này là một ngoại lệ, cái áo này bị xinh ý. Hôm trước mình quên mất, mình định lên tra thông tin của cái áo này đi chứ. Màu siêu xinh.
mình mà có bạn trai mình mua bạn trai mặc. Nhưng mà cũng tùy người, nhiều người mặc vào nó sẽ bị xén đấy. Trời ơi, mặc áo cổ cao hoặc là cổ kính mà nói là nó khác liền. Lại nữa, phát hai, the Windsor. Trời, phải làm nguyên một phần riêng cho Windsor luôn, là mình biết cái Windsor này nó dài như thế nào. Đây, Windsor in Seoul, in Sao Paulo, Brazil, in New York, in Hong Kong. Nói chung là rất là nhiều địa điểm Windsor. Đây, giờ cái video này có khi lại đến 20 phút mất. Kiểu mình cảm thấy cái Windsor này nó dài kinh khủng, dài khủng khiếp. Mình nhớ lúc mình đọc một bài báo nào đấy thì là 550.000 người đúng không? Có cái Windsor này bán được như thế. I contact đắm đuối luôn. Ôi dồi, áo cổ trụ này cau mày thôi à, xinh chết. Mình thích mấy cái mà vi đội mũ nồi hoặc là đeo bandana mà nó ấy luôn, trái như thế này, tém luôn tóc vào ấy, siêu xinh. Sao không có cái home master nhỉ? Đấy, mấy cái mà đội mũ như thế này, siêu xinh. Sao không có cái home master mà Vi khóc nhỉ? Vi khóc khi phát biểu về bà ngoại. Đấy, mấy cái tấm hoa giấy này của Via cũng nổi tiếng lắm này. Mấy tấm này, đấy, mình đã bảo rồi, Via không có ảnh hồi xưa của Vi, vì mask mới mở thôi mà rất là thành công, tại vì chụp đẹp đương nhiên. Ôi dồi, xin chí. Đấy, trời, mấy tấm này kiểu Vi rồi, đỉnh siêu đỉnh, tại vì nó rõ cái đường lông mày của Vi rất là đẹp rồi. Nhưng mà cái mọi người thấy mấy cái tấm bình thường ấy thì chỉ thấy được mắt, cùng lắm là đeo bandana thì cũng chỉ lộ được cái đây chỉ lộ được cái hàng, cái dáng lông mày thôi, chứ không cái đuôi mày nó không có rõ như thế này. Khi mà thấy rõ cái đuôi mày, cái mặt nó mới sáng hẳn lên. Mấy khi mọi người vẽ lông mày thì cũng là chú ý cái vẽ cái đuôi lông mày đẹp thì khuôn mặt mình mới sáng. Để khóc như thế, để đội mũ như thế này thì nó lộ luôn cả cái khuôn chân mày ra rất là đẹp. Nhìn như nhân vật truyện tranh ý. Mình còn nhớ mãi cái tấm của Night Breeze đúng không nhỉ? Cái tấm Vi đi giữa sân bay xong mặc cái áo suit, áo body suit dài màu đen rồi tóc màu bạch kim, màu vàng bạch kim. Tấm đấy siêu anime. Kết thúc bằng một tấm mũ nồi siêu xinh. Yeah, thế là xong. Hôm nay thế là xong unbox của VR nhá. Vẫn là xin lỗi lại một lần nữa vì mình gọi nhầm tên master. Thế thì sắp tới mình sẽ cố gắng unbox cho xong. Hello, chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau nha. Nha mọi người.